Sau một chút may mắn thì cái cặp chim này đã ghép được. Còn trống đang đi dưới. Trống này mình rất là thích từ cường, nó đẹp cho tới cái lông quy gấp mình, chân trắng, chỉ mặt mày ok, ghép với một con mái con mái mép đỏ, mái mép đỏ chỗ nữa. Tối không đẹp, ảnh nở được con, ổ này nở được con. Đang hy vọng em lớn lên em sẽ được cái bộ cường cha của em đây. Còn mái mẹ nó mà chưa đứng im thì mình sẽ quay được cái mép màu đỏ để coi. Nhồi quá. Chắc đời nó vô áp kìa, nó quay. Trời. Mém được. Đó, đó, thấy không? Mọi người thấy không? Đỏ đỏ cam cam chứ không phải đỏ chót. Vậy đây nè. Hai bên đỏ, nghe nói nó sát bội. Lòng quy lòng mình cũng đẹp. Hên quá, ghép được cái đẻ luôn.